Chiến thắng cúp thế giới trên đất Qatar cởi bỏ áp lực World Cup cho Lionel Messi và tiếp thêm năng lượng để anh kéo dài sự nghiệp ở cấp độ cao nhất. Chúng tôi đồng ý rằng sẽ cùng thảo luận về chuyện đó sau khi World Cup khép lại. Chủ tịch câu lạc bộ Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi chia sẻ trên Radio Monte Carlo sau trận chung kết giữa đội tuyển Pháp và Argentina về việc gia hạn hợp đồng với Messi. Hợp đồng hiện tại giữa siêu sao 35 tuổi và gã nhà giàu nước Pháp sẽ đáo hạn vào tháng 6 năm 2023. Song điều đó không làm Al-Khelaifi lo lắng khi ông nhiều lần phát biểu từ đầu mùa đến nay rằng Messi hạnh phúc tại Paris và hợp đồng sẽ được gia hạn thêm. Kết quả của World Cup 2022 củng cố niềm tin nơi chủ tịch người Qatar. Với chiếc cúp vàng trong tay, Messi sẵn sàng tiếp tục sự nghiệp đỉnh cao của mình hơn bao giờ hết. Nhiều lúc, cuộc tình của Messi và quê hương Argentina tưởng chừng như có cái kết buồn. Messi là thiên tài bóng đá, một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử. Cựu sao Barcelona giành vô số danh hiệu ở cấp độ câu lạc bộ và sở hữu hàng loạt kỷ lục cá nhân. Thế nhưng trước năm 2021, thứ anh có ở cấp độ đội tuyển là con số không tròn chính. Không phải Messi không có cơ hội giành danh hiệu cùng đội tuyển Argentina. Ở thời điểm đỉnh cao trong màu áo Barcelona, siêu sao này chưa đến 3 trận chung kết cho đội tuyển. Tuy nhiên, số phận ngoảnh mặt với Messi khi Argentina thua Đức ở World Cup 2014, rồi Chile ở Copa America 2015 và 2016. Trong bối cảnh Argentina có một huyền thoại từng đưa họ đến nhiều vinh quang trong quá khứ là Maradona, kỳ vọng của người hâm mộ và Messi trở nên khổng lồ. Khi Messi không thành công, thứ kỳ vọng đó biến thành áp lực và khiến anh như vỡ tung. Đỉnh điểm là sau thất bại ở trận chung kết thứ 3 liên tục tại Copa America 2016, Messi bất lực tuyên bố từ giã đội tuyển. Lionel Messi đạt đến sự thất vọng tột cùng, mệt mỏi với sự kỳ vọng của người dân Argentina và chấp nhận rằng bản thân sẽ không được công nhận như Maradona. Thật may là Messi không bỏ cuộc khi thay đổi ý định chỉ sau vài ngày tuyên bố của mình. Năm 2018, Lionel Scaloni nắm quyền huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Argentina và bắt đầu đem về thành công. Cùng ông, Messi vô địch Copa America 2021, danh hiệu mà siêu sao này chờ đợi suốt sự nghiệp. Messi cuối cùng cũng có chiếc cúp vàng của đội tuyển Argentina. Người hâm mộ mừng cho Messi, đồng ủng hộ Lionel Messi, siêu sao 35 tuổi bắt đầu cảm thấy hạnh phúc trong màu áo trắng xanh, điều chưa bao giờ xảy ra trước đó. Anh chơi ngày càng thăng hoa và đoạt thêm cúp liên lục địa sau khi đánh bại Italia hồi tháng 6. Niềm tin vào Messi ở Argentina chưa bao giờ lên đến vậy. Từng bị dè bỉu và so sánh với Maradona, Messi từng bước lấy lại sự ủng hộ. Với đôi chân được giải phóng khỏi những sức ép, Messi chơi bóng tự tin, thanh thoát và cùng các đồng đội lên ngôi World Cup vừa rồi. Có thể gọi hành trình trong màu áo của đội tuyển Argentina của Messi là một cú lội ngược dòng. Ở tuổi 35, Messi đã có sự nghiệp trọn vẹn khi vượt qua nỗi dằn vặt tại đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, giải nghệ không phải là ý định của Messi lúc này khi anh chia sẻ mong muốn tiếp tục gắn bó với màu áo trắng xanh dưới tư cách là nhà vô địch thế giới. Trước World Cup 2022, Messi không có tiết lộ nào về ý định ra đi hay ở lại đội bóng thủ đô Paris. Cựu sao Barcelona muốn đưa ra quyết định tùy thuộc vào kết quả ở giải đấu lớn nhất hành tinh. Giờ thì kết quả đã rõ và nó nhiều khả năng sẽ tác động mạnh vào dự định tương lai của anh. Messi nhấc khỏi vai áp lực và tỏa sáng ở sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới. Siêu sao người Argentina chắc chắn là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử, bất chấp những diễn biến tiếp theo trong sự nghiệp của anh. Màn trình diễn của Messi ở Qatar quá bùng nổ và anh vẫn là một trong những người giỏi nhất thế giới và là món hàng được nhiều đội bóng săn đón. Tất cả lời đề nghị gửi đến cầu thủ 35 tuổi không thể mang tính ngắn hạn vì anh chưa cho thấy mình bị ảnh hưởng bởi dấu hiệu tuổi tác. Do đó, khả năng Messi gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ Paris Saint-Germain là khá cao. Theo Google, các nhà giàu nước Pháp đã chuẩn bị sẵn lời đề nghị Messi ở lại đến năm 2025, tức là thêm 2 năm sau khi hợp đồng hiện tại đáo hạn. Viễn cảnh Messi gật đầu dễ xảy ra bởi chiếc vô địch World Cup chứng minh Messi đủ sức để tiếp tục chinh chiến ở cấp độ cao nhất. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Messi sẽ nói lời tạm biệt câu lạc bộ Paris Saint-Germain vào cuối mùa giải. Messi đã có 7 quả bóng vàng và có thể nâng lên con số 8 nếu chơi tốt cùng câu lạc bộ Paris Saint-Germain đến cuối mùa. Song việc gắn bó với một đội bóng tham vọng như Paris Saint-Germain có thể khiến Messi bị chỉ trích nếu thi đấu kém. Siêu sao người Argentina đang sở hữu ánh hào quang và nếu thể hiện sự thất vọng, anh có thể đánh mất nó. Messi đã có tất cả, từ cấp độ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia. Xét cấp độ cá nhân, anh là một trong những người hay nhất lịch sử. Messi không còn quá nhiều thứ để hướng tới trong sự nghiệp. Khao khát của bản thân là thứ mà cầu thủ 35 tuổi phải xem xét trước khi quyết định có tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ Paris Saint-Germain hay không. Chia tay sân cỏ khi đang ở đỉnh cao không phải là quyết định tồi. Nhiều cựu danh thủ như Didier Deschamps, Eric Cantona hay Zinedine Zidane giải nghệ khi cảm thấy sự nghiệp đủ viên mãn. Messi không nhất thiết phải làm vậy vì anh vẫn muốn chơi cho đội tuyển quốc gia. Nhưng anh có thể chọn giải pháp chuyển sang Inter Miami tại giải nhà nghề Mỹ. Đội bóng đang để mắt tới anh để không cần cạnh tranh quá nhiều nhưng vẫn giữ được cảm giác bóng.
Sau cái kết tuyệt đẹp ở giải đấu cuối năm tại Qatar, Messi sẽ có chút thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại Paris. Siêu sao người Argentina sẽ lắng nghe tiếng nói từ cơ thể để quyết định tương lai khi hợp đồng hiện tại của anh với câu lạc bộ Paris Saint-Germain đáo hạn.